cậu biết sao không? Bắt đầu cái nói thôi giờ tao không đi chùa. Mà cậu biết không, đi ra ngoài chợ đâu mà gánh hát nào mà về mà hát ngoài chợ, nó kêu rạp hát gánh hát ngoài chợ đó. Mày hát bằng tao để tao hát cho. Mà lúc đó cậu biết hát hay hơn là Thủy nữa. Ôi, hình như thầy cô là thầy với cô Lê Thủy phải không ta? Cô Lê Thủy không biết nữa. Cô năm nay nhiêu rồi? Năm nay là 89 tuổi. Chính cô Lê Thủy hình như cũng sáu mấy 70 hả ta? Cô Lê Thủy người ta tu hết rồi đó cậu. Không, không biết con nói cái tuổi á. Cô Lê Thủy được cấp đạo, cấp quả nè, tiết đất đạo nè, cho thanh đất đạo nè, thầy sĩ mà tu thầy chánh pháp á. Tu thầy sanh chánh pháp, tu thầy chánh pháp á. Là mình biết thương mọi người. Mình không nỡ nào mà làm cho ai phiền não gì mình. Đó là mình trong sạch. Còn nếu mình gây phiền não cho người khác á, là mình không có trong sạch. Yeah. Không có như một cái gương sen được. Còn nếu mình tạo nghiệp á, thì mình không phải là ngọc. Còn nếu mình làm phước á, công đức Phật từ bi vô lượng mà. Thì bây giờ tới hoàng này vô hát á. Thôi không cần hát đâu. Hình như vô. Hình như nó vô nó nhõng nhẽo dữ lắm luôn. Nó nói nhõng nhẽo quá, trời qua đất không ai chịu nổi. Dạ. Mà có nói với thầy nghe nè. Bây giờ mình muốn cho giới nam tu mình phải làm gì? Mình phải đóng một vai. Một vai trò của người yêu đó, để mình tiến dụ người ta vào con đường đạo, đừng có tạo nghiệp nữa. Và cũng đừng có yêu thương nữa. Rồi mà nếu người ta tu á thì mình tiếp tục giúp người ta. Còn nếu người ta không tu á, người ta níu kéo mình đi theo người ta là dứt khoát cắt đứt liền, cắt đứt sự quan hệ với người đó, tại người ta không tu. Còn nếu người ta tu thì mình giúp người ta, mà nếu người ta hiểu rành đạo rồi thôi thì mình lui thiện bất mến. Người ta biết đạo thôi thì mình hết nhiệm vụ khiến thiện cho người ta trở về chánh đạo, để người ta khỏi bị quả khổ mưu cầu bất đắc. Dạ. Yeah. Vậy đó thì cái nhiệm vụ con là khi con mê khiên tỉnh, hồi nãy giờ con ba trọn không bị bắt đầu con tỉnh rồi. Hồi nãy giờ cái sáng này nó sung bộn lắm, nhiều lắm lắm việc, không biết ra vô, không biết chở cũng thành nữa. Dạ. Rồi cái phần hồn này rất là quán thang. Ngày xưa đó Phật Tổ Thích Ca thành đạo đó, thì các cái vị đó người ta khóa ngài, không cho ngài đắc đạo. Nhưng mà ngài là Phật Tổ mà, dứt khoát ngài phải đắc đạo thôi. Thì ngài đắc đạo thì nó khóa ngài không được, ngài nó mới thề nguyện là sau này nó khóa đệ tử không cho một người nào đắc đạo hết. Dạ. Nên mình ở đang phá ẩn, nó tiềm ẩn trong xác mình đó cậu. Nhưng mà cậu ơi, con nói về cậu nghe nè, cái hộp giống nào nó trổ xanh cái giống đó à. Hộp giống tự bi là nó trổ xanh bộ này. Còn hộp giống nào nó xanh cái quả đó à cậu ơi. Nhưng mà chỉ cái điều là mình mất qua trong họ, có nghĩa là con làm con bò để mình con cáo xe cho trong họ. Có đôi lúc đó, con hỏi máu nóng, con nói mấy bà có dám làm bò kéo xe người ta không? Tôi kéo dữ lắm đó. Tôi kéo mấy chục tấn. Thì nói đó là nói thẳng thôi. Chứ còn bình thường người ta biết tu. Cậu là các hàng vô quát, cái căn của cậu, con không nói nịnh cậu nha. Căn cậu, mà các cậu công tử, cỡ như cậu bây giờ người ta làm quan hết rồi. Những cái lớp tuổi trẻ như cậu từ 40 trở xuống hay là 50 trở xuống, bây giờ toàn làm quan hết, nắm chính quyền hết luôn. Nhưng mà chính quyền nhà ta tu dữ lắm, chính quyền nhà tu chính pháp, tu để mà trị đời chứ. Cái chính quyền không tu làm biết đâu mà trị quốc, biết đâu mà trị đời trị dân. Rồi bây giờ cái đám lục bình này nè, cái đám mà đi lang thang này, phải giúp cho nó có máu. Mà mình chia sẻ cho nó, mình an ủi nó, mình động viên nó, để cho nó đi chùa chuyện tu, mình giúp cho nó đi. Tại nó đi lang thang, nó không nhà, không cửa, nó không có miếng cơm để ăn này, gia đình nó gian dở, đổ dở hết rồi, nó mới đi chùa. Mà có quyền nó khiến nó đi chùa gia đình, thì kể nó mình cho nó miếng ăn giấc ngủ đi. Dạ. Mình cho nó minh hoàng cái máu đi, mình trợ duyên cho nó đi, để cho nó nằm ở gốc cây này, nằm gốc đình này, nó tĩnh tâm lại, và nó niệm Phật, nó tu thì nó nhờ, và nó không tu thì nó mốt nó ra đời. Bây giờ bước vào con đường này rồi, không có lưu vui chuyện hồng trần nữa. Con nói với mấy anh mấy chú đây, con nói mấy cậu ở chùa đình, mấy cậu làm con quẩy trong họ ha, là mấy cậu phải dứt cái lòng trần đi, dứt cái lòng trần của mình bỏ hết đi, chứ không phải vô đây mà nam nữ trai gái hay là đó là cái nợ của họ. Dạ. Tuy rằng họ bước chân đình mà họ vẫn còn cái nợ tình đó cậu, thì cái đó cũng không ép ổn họ phải bỏ cái nợ, ai nó trả của mà. Yeah. Trả nợ ghê lắm,
Cho nên Đức Phật người ta không có dám gieo sầu, gieo khổ cho ai, mà người ta phải nhận chịu biết bao nhiêu điều khổ sở. Người ta phải nhận cho mình, tự nhiên người ta phải chịu đau khổ, đau khổ, đau ốm, chịu thê thảm cho bá tánh. Đó, là người ta làm con bò kéo xe cho bá tánh. Còn nói con nghe, ngày xưa đó, lỡ bên Dương Gia Tướng đó, Mộc Quế Anh đó, nước Tây Liêu Quốc đó, là coi cái thùng cái lương mà nó hiểu, bây giờ nó trở lại y như ngày xưa. Có Mộc Quế Anh đàng hoàng, cũng có Dương Gia Tướng, cũng có nước Tây Liêu đàng hoàng. Con đi tìm cái cô đó, con thấy cái cô đó con biết cái căn này là có từ xưa bên nước bên Trung Quốc. Mà Mộc Quế Anh thì con chưa tìm ra được, con chưa đủ lưu, con cũng chưa tìm ra cái sách con ta được. Mà ở trên mười phương thế giới sai con đi tìm, để tìm căn cội, nguồn cội cho cửu quyền, cho cái gì trong quen. Thì con đi tìm, con thấy người đó là căn đó đó, rồi để cho bà trên ta thấy thôi. Con tìm được cái căn đó là cái người đó là ở đâu vậy đó, là để cho bà trên ta chứng nhận cho ta thôi. Là con đâu còn nhiệm vụ nữa. Con đi chùa đi núi mấy chục năm nay là để gì? Để cho cửu quyền được giảng sanh. Rồi con đi độ cái âm hồn, quan hồn, cho họ đừng có ám ảnh má cánh nữa. Mà con thưa với quý vị vậy nè, các bạn vậy nè, mấy anh mấy chú vậy nè, hết buồn là bá tánh hết bệnh cầu ơi, cửu tinh hết tà là bá tánh hết bệnh cầu ơi. Cái đó là công đức Phật mà. Dạ. Mà cái xác con là chịu hết đó, bởi vì con thương mẹ Hiền Quan Âm lắm. Mẹ cứu độ chúng sanh, lịch kiếp bất tư nghì, mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát là mẹ làm chơn quán, chơn chánh để quán xét đất trời chúng sanh nhân loại, chơn quán thanh tịnh quán. Thôi mà tối cô bác tôi vô bà này không cho con nói, đang nói bà khiến con quên rồi. Tôi vô án ngữ là con biết ai không? Dạ. Của bên nước Tàu đó. Nó vô. Con có đứa cháu ngoại nó vô đại học rồi. Cháu ngoại con nó bột dữ lắm. Nó đẹp giống như gái Hồng Kông. Cháu ngoại, còn ngoại chung cháu. Nhưng mà cái đứa cháu ngoại này là của Bồ Tát Hằng Ngai gửi xuống. Sanh giờ đầu thai là một con gái của sát, là một cái vị đó. Vậy mới gả lấy chồng là vậy nào. Cái thằng rể của sát này là cái thằng đó nó khổ, trời ơi, nó khổ thê thảm nha. Gia đình nó cũng khá giả, nhưng mà gia đình nó đạo Thiên Chúa nha, là người Quế Việt Trung rồi đó. Rồi cái sát này thì đi làm ở trong Mây Sơ đó. Cái cô con gái này già là cô Nga đó, bé Nga đó. Cổ đi thiêu, cổ không có học chữ tại mẹ nghèo quá, không cho con ăn học được. Mẹ rất là đau lòng. Mình đã bạc phước bạc phần rồi, mình cũng không học hành gì được, bao nhiêu chỉ biết chữ thôi. Nhưng mà người ta gọi xác con là cô giáo không đó. Ừ. Là cô giáo. Cái xác con cũng làm thanh, người ta biết hay được. Nhưng mà giáo này là cô giáo đạo, phải cô giáo trường học. Dạ. Con nói sự thật, nói chân chính. Nhưng mà họ nói xác con là cô giáo trường học. Nhưng mà thật sự là con đi hành đạo ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Phú Nhuận á, và Giáp á, thì mấy cái cậu đạo đã gặp xác con đi về đường, rất là lạ luôn, mà gặp cái chào con là cô giáo. Nên sao con nói sao con lùm thanh không biết mình là gì vậy thôi. Rồi cái đi xuống đây thì mấy người mình đặt thông thái đã gặp sát con, người ta con là cô giáo, rồi con học tiếng nước ngoài nha. Học Phật không à, chứ học thế gian nha. Yeah. Nhưng mình mới đó nói cho cô quyền nghe, đâu phải nói cho mình nghe. Hồi đó có phải đoạn người Mỹ về quá trời, người bà chú xứ và nước xanh cậu về phát ông chưa sao hài nhiên mày không nói chuyện với nước ngoài đi. Mà tôi không mới ngồi với lòng xanh mới nhìn, mới nhìn, mới nhìn cái cốt cách người nước ngoài á, mới sợ khác, mới sợ người nước ngoài lắm. Sao kỳ, thấy cũng bình thường thôi. Con có đi, bự quá đi, biết không? Nhưng mà con đi xuống cái phà, cái bến phà An Giang á, thì con gặp cái ông Mỹ, cái mấy người Mỹ cũng đi xuống phà. Cái người Mỹ nó lại ngồi cái bàn sát con, ông ngồi đó mà thấy ấm rất là dễ thương. Cái sát con nói, ủa người Mỹ là dễ thương quá. Đó, cái mấy người Mỹ á, Mỹ Pháp dựng lên lên trình đỉnh khoa học đập sát con, đập sát con cái nhìn sát con, nói cái sát con là vậy nè, nói cái sát con chỉ vậy nè, chỉ sát con vậy nè, xong cái nằm ở đây cái võng, nằm ở cái võng của cái bà chủ nhà đó, cái sát con đi lên quét nhà đi lên dọn đi dọn đồ, cái người Mỹ đó xong mới nhìn sát con lắc hơi cái à, chấp tay là xá sát con. Cái sát con nói, ủa hồi nãy thì chỉ mình ốm quá, bây giờ chấp tay xá mình rồi. Sát con nói bụng vậy, chấp tức cho mình đi về đi ra mà mi sát con, đứng trước mặt sát tay sát con là đứng khá nhiều người con mi sát con là sát con quay qua mi ngay đây, mi sát con là sát con quay cái mặt ra vậy nè,
Dạ là hung á ha. À là hung á, không hung môi được mà hung má. Dạ. Hung miệng sắt này. Sắt con không biết sắt con quay ra một cách là nhanh mà bất ngờ, quay bất ngờ mà đâu có ngờ là ổng hung mình. Ông quay ra là cái ông hung ra cái má, là cái ông hiền nhận, ông phiền lắm. Buồn quá luôn, thôi đi xuống. Con nói gì con nghe. Cái người trí thức là gặp sắt con là thương mến lắm. Mà là các cái tác phẩm kia này không ra được. Mà cái năm kinh tế với cái năm văn sự này là các khối đạo mà đang tranh giành, tranh giành cái chữ môn đó. Mà rốt cuộc rồi cái con cũng nói cho họ biết là con đang làm cái chuyện mà giúp đỡ cho bá thánh con họ, chứ con không có làm gì. Cái quyền dây lại là mới thán phục con. Nhưng mà khi mà biết được công lao của con rồi thì con chỉ có trả sát mà thôi. Khi mà cái quyền biết hết người con trắng đen á, thì con chỉ có đi mà thôi. Đi về cái cõi xa không có. Vì con đã mãn nguyện rồi. Vì con đã làm được cái công trình đạo hạnh này cho mình trên đời cho cũng nhiều rồi. Con biết đạo hết rồi, thế giới là cái thứ yêu nhau. Không cần ai mà đau khổ nữa. Thì con về. Thì cô Quyền không cho con đi, cô Quyền bắt con ở lại hoài. Mà sao con nói vậy nè, bây giờ con hết máu rồi. Bây giờ cho con máu lại đi. Cái Quyền nói vậy thì mày ăn đi. Quyền nói vậy thì mày ăn đi, nó cho nhiều vô. Thì con nói gì con không có đồng bạc chiến tướng nữa vậy. Cô Quyền nói để tụi tao nuôi mày. Con nói ai nuôi đâu, thì cũng không đói cậu à. Không người này cho tiền cũng người khác cho, không người này cho ăn cũng người khác cho à. Yeah. Nhưng mà con thưa với cậu nè, đi theo con tàn làm gì có tiền. Có ăn là được rồi. Có ăn có ngủ á. Thật biết sao không, con có tiền hay con có cái giỏng á. Con treo cho mấy chú. Mấy chú mấy anh mình đi vậy nè. Dự kiếm với ổng. Buồn chán quá, kiếm với ổng đợi nằm đây nè. Con mua cái giỏng cho bác tánh tới đây nè. Mới có bóng mát nè, có giỏng cho bác tánh nằm. Vậy đó. Trời con mua được con bỏ vỏ sức nặng quá. Con bực mình nên giục mẹ hết trơn. Con mua giỏng khác. Thấy con nặng quá là con giục á. Sắp không nổi, sụm chè té luôn á. Giờ cái thôi. Thì cái con giục cái bệnh cái bà lụm hết luôn. Bà lụm bên đây vô bay giặt, vô mấy giặt bay giặt, mấy bà xài không ờ là lụm hết luôn. Thì cái bây giờ con đi xuống mình, cái đó là cái chuyện đó là trên núi á. Thì cái bây giờ con đi xuống đây, con thấy bác tắm tới đây, cái giọng nằm anh em nước chứ. Mệt mỏi quá rồi con cũng mua hai cái giọng, ba cái luôn. Hiện thật giờ con có bốn cái giọng luôn. Nhớ là hãy có ai tới đây muốn nằm trên giọng cho mình lưu phước không con? Của trong họ đã bác tắm. Được không? Dạ. Thì thôi nha, bữa nay thì cậu mà cậu quay thì con cũng không biết tính sao mà cũng biết chút. Tiếc là tính chúng cô Quyền thất tổ, tổ tiên của quý vị. Các bạn mang nói chú, các bạn bóng xuống luôn. Chúc cô Quyền thất tổ. Dạng thọ vô cương. Cái này là cô Quyền á ha, cô Quyền trở lại. Dạ. Đầu thọ, đó đầu thai làm mấy anh mấy chú làm quan mà đâu có biết. Nên tức là con cũng chúc cô Quyền thất tổ. Trong họ, cả thế giới, dạng thọ vô cương. Cái gì là chúc anh mấy chú con đường đạo pháp quy mô là chúc cái đạo chú đã đưa mấy chú là thay qua đạo quả bà cũng chia sẻ về những cái câu chuyện, những cái tâm tư nỗi niềm của cô ba. Thì con chỉ chúc cô ba nhiều sức khỏe nha. Dạ. Trên con đường tu đạo của mình được thành đạt đạt nhiều hơn nha cô ba. Dạ dạ. Có khi nào cũng quyền cho con bỏ xác không? Cái đó thì con không biết đâu. Ba hồi thì biết bả không cho con bỏ xác, bốn hồi nữa bả bắt con phải đi bỏ xác. Con không biết là sao. Nhưng mà con nói vậy nè coi. Đến chừng nào biển cạn non mòn là lâu lắm. Cũng như cái bài của Phật tổ Đức Phật Thầy Thế An có nói là làm tôi Phật tổ chí thành chí chân, dù mất phải mới đơn giới chết, cũng kiên trì mà dẹp ra trong. Khi nào đắc được lục thông giới hồn cha mẹ tổ tông mới được. Mình đắc đạo là để giới hồn cha mẹ tổ tông tới bảy đời.
Bây giờ mình là ông nội rồi, chứ hết kiếp này cái mình đầu thai lên mình có gia đình mình là ông nội nữa. Rồi cái hết cái kiếp ông nội này cái mình hết đời của mình, cái mình đầu thai lên mình lại có gia đình nữa, có con cháu là ông nội nữa, là cứ vậy kéo dài hoài rồi biết bao nhiêu thế giới này toàn là ruột rà không? Đúng không? Yeah. Bây giờ mình đầu thai là ông nội đúng không? Thì cái hết kiếp người của mình, cái mình trở lên như thế đầu thai tới lại mình có gia đình mình là ông nội tiếp, đúng không? Có gia đình thì phải làm con cháu, không làm nội ông lớp thì ông nội, ông ngoại hai bên. Thì cứ như vậy mà nó kéo dài qua bao nhiêu thế kỷ rồi, chúng ta là ông nội ông ngoại với nhau rồi.